Xin chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Gian TCR 6500, một dòng xe mà đã rất quen thuộc với các bác chơi xe tại thị trường Việt Nam rồi. Xe thì được sử dụng bộ group full Shimano Tiagra, bánh 700C, bộ lip 9 tầng cộng với 2 tầng đĩa, cho xe có 18 tốc độ khác nhau. Toàn bộ khung của chiếc xe là khung nhôm. Size là size S, size xe là size S. Thì lát nữa em cho công đoạn đo size ngắn của chiếc xe cho các bác xem sau. Bây giờ là sẽ đi vào phần khung trước. Thì khung xe được sử dụng bộ nhôm là Alux SL, một dòng nhôm cao cấp và là dòng nhôm siêu nhẹ của Gian. Dòng nhôm độc quyền đấy. Alux là dòng nhôm độc quyền của Gian đấy, giúp cái thương hiệu này nó đạt thành tích là xe đạp, hãng xe đạp sản xuất khung nhôm là tốt nhất thế giới hiện nay. Và đây là công nghệ SL, một công nghệ khá là mới cho nhôm nó khá là nhẹ, xe nó rất là nhẹ và chịu được cái cường độ cao, rất là bền. Thương hiệu Gian model TCR 6500. Hôm nay về một chiếc màu trắng xanh cực kỳ là thể thao và rất là trẻ trung, đẹp mắt. Do đã qua quá trình sử dụng và là xe bã nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm không thể tránh khỏi. Còn là tổng thể xe thì các bác có thể nhìn hình và đánh giá, nó còn giữ được cái độ đẹp nó cũng tương đối là tốt. Sử dụng full một bộ group, set group Shimano Tiagra với 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tầng lip. Và đây là 2 tầng đĩa, đùi đĩa Tiagra, gạt đĩa Tiagra. Cho xe có 18 tốc độ khác nhau, cùng với cả ngầm phanh 3 mảnh trước sau, ngầm phanh 3 mảnh rồi đôi tay lắc. Full hết một bộ một set của Shimano Tiagra. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Quay phần vành, chưa giới thiệu phần vành. Vành của chiếc xe được sử dụng bộ vành Shizu. Và đây là bia côn. Đây là một cái thương hiệu cũng rất là tốt ở trên thị trường xe bây giờ. Bia côn thuộc dòng chính hãng. Vành vành Mayo Shizu. Các bác mà chơi xe thì cũng không lạ lẫm gì cái thương hiệu Shizu này, một thương hiệu Mayu rất là tốt trên thị trường. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 50 cm. Thì size có size là size S cho các bác từ khoảng 1m61-62 đến 71-72 thì phù hợp. Chuyển động rất mượt mà, có gì trên hình tầng nào lên tầng đấy. Thì chiếc xe này đang được bán bên em mức giá chỉ có là 12.800.000, bao ship toàn quốc, thì tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác có đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác những video lần sau.